Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì tình cờ đi tòa thì gặp một cái anh bị cáo mà không ngờ nữa trong một cái vụ án hình sự, và anh chào tôi một cái thái độ cũng e dè. Thì cái nội dung và nôm na cái nội dung thì sau khi mà tôi nhận bào chữa cho anh trong một cái vụ án hình sự thì tôi bào chữa luôn cả anh và ba anh. Thì trong cái quá trình mà tòa án nhân dân cấp sơ thẩm thu thập chứng cứ không đầy đủ và tòa án nhân dân cấp phúc thẩm đã yêu cầu điều tra và hủy trả về, trong đó có một cái yêu cầu, đó là đối chất giữa lời khai của người bị hại, lời khai của các nhân chứng và dựng lại hiện trường, thực nghiệm hiện trường. Nghĩ tới cái câu chuyện đó thì tôi cũng muốn đưa cho quý vị và các bạn một cái video có tên là Đối chất trong vụ án hình sự. Thưa quý vị và các bạn, thì vài ngày nay trên cái phương tiện thông tin đại chúng có một cái anh bác sĩ và anh bị truy tố về một cái hành vi cho rằng là ảnh đã chạy lọc thận đó, mà dẫn đến cái việc là chết người hàng loạt. Hình như cho đến thời điểm hiện tại thì đã có 9 người bị chết. Thì vị bác sĩ này đã ra tòa và giữ cái quyền im lặng. Trong khi đó thì luật sư của vị bác sĩ này đã yêu cầu và ông cho rằng cần phải đối chất giữa cái bản tự khai của và điều tra viên, tức là đối chất giữa bị cáo về điều tra viên, vì ông cho rằng giữa cái lời khai của điều tra viên này và lời khai của điều tra viên này đối với người khác là hoàn toàn giống nhau, giống y hệt nhau. Cho nên thông qua cái video này thì tôi muốn nói cho quý vị và các bạn biết về cái thế nào là đối chất trong tố tụng hình sự. Thưa quý vị và các bạn, cái việc đối chất trong tố tụng hình sự chỉ được thực hiện khi có mâu thuẫn trong lời khai giữa hai người hay nhiều người mà đã tiến hành các biện pháp điều tra khác nhưng chưa thể giải quyết được mâu thuẫn thì điều tra viên tiến hành đối chất. Vậy nha quý vị và các bạn, trong trường hợp có những cái lời khai mâu thuẫn, ví dụ như trong một cái vụ mà cướp có đồng phạm thì người này khai là như thế này, người bị can này khai là như thế này, bị can khác thì khai lại như thế khác, cho nên có một cái sự mâu thuẫn giữa hai hay nhiều người thì tiến hành các biện pháp điều tra khác như là nhận diện nhân chứng, như là những cái điều khác nhưng vẫn chưa thực hiện được thì cơ quan điều tra sẽ tiến hành đối chất. Thì cái việc mà đối chất đó thì phải thông báo cho viện kiểm sát cung cấp để cử kiểm sát viên tiến hành đối chất. Kiểm sát viên phải có mặt để kiểm tra việc đối chất. Nếu kiểm sát viên vắng mặt thì phải ghi rõ vào biên bản đối chất. Thưa quý vị và các bạn, thì cách đây khoảng một tuần thì tôi được tham dự trong một cái vụ buôn bán chất ma túy mà có đồng phạm. Thì tôi cũng không nhớ chính xác lắm, tuy nhiên rằng là việc đối chất giữa ba người thì bị can của mà tôi bào chữa đó đã cho rằng là không có biết những người này và không chỉ đạo, không bàn bạc, không nhận tiền. Tuy nhiên thì bằng một cái nghiệp vụ thì các anh chị điều tra viên đã tiến hành đối chất giữa cái bị can mà do tôi bào chữa với những cái bị can khác do luật sư khác bào chữa. Vì cái án này đó là án chung thân tử hình, cho nên có cái luật sư tham gia với vai trò là luật sư chỉ định. Thì tại cái buổi đối chất thì có viện kiểm sát tham gia và điều tra viên đã thứ nhất là đã nhận dạng
cái giữa các cái bị can với nhau và những cái tình tiết trong cái hồ sơ về việc mua bán, có hay không cái việc bàn bạc, có hay không cái việc chỉ đạo, có hay không cái việc phân chia lợi nhuận, có hay không và ai chỉ để có những cái hành vi và cất giấu và mua bán những cái ma túy, số tiền, số lượng, hàm lượng, cách chia, tỷ lệ phân chia và nhiều thứ khác nữa. Thưa quý vị và các bạn, thông qua cái video này và với hai cái ví dụ là đối chất để bật rõ ra vấn đề, có những cái tình tiết khách quan trong cái vụ việc khi có từ hai người trở lên mâu thuẫn thì các cơ quan tiến hành tố tụng bao gồm điều tra, bao gồm viện kiểm sát, tòa án đã tiến hành đối chất. Thì vừa nãy thì tôi đã có hai cái ví dụ. Một là một cái bác sĩ theo đơn yêu cầu của luật sư thì tòa án đã chấp nhận triệu tập điều tra viên để tiến hành đối chất trong cái việc lấy lời khai của bị can có đúng trình tự thủ tục pháp luật hay không. Và trong một cái vụ mua bán vận chuyển chất ma túy mà tôi tham gia đối chất thì làm rõ những cái việc có hay không cái sự bàn bạc đồng phạm, tỷ lệ chi chác, cái sự bàn bạc có hay không cái hành vi và một cái giữa các cái đồng phạm với nhau. Thưa quý vị và các bạn, thì theo điều 189 thì nếu có người làm chứng hoặc người bị hại tham gia thì trước khi đối chất, điều tra viên phải giải thích cho họ về trách nhiệm về việc từ chối, trốn tránh, khai báo hoặc cố tình khai báo gian dối. Việc này phải được ghi vào văn bản. Thôi thì bây giờ trong cái cơ bản của cái chương trình Dân ta phải biết được ta, tôi muốn chuyển đến quý vị và các bạn một cái thông điệp duy nhất rằng khi chúng ta đọc một cái bài báo nói về đối chất giữa bị cáo và điều tra viên, bị cáo và bị hại, người nhân chứng và tất cả những người trong cái vụ án hình sự, người tham gia tố tụng, người làm chứng, người bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, thì chúng ta biết rằng tại cái hồ sơ đó nó có những cái mâu thuẫn trong lời khai ít nhất là hai người nha quý vị và các bạn. Thì mong là chương trình Dân ta phải biết luật ta thì gửi đến cho quý vị và các bạn từng bước những cái quy định của pháp luật và đặc biệt là những cái quy định pháp luật cơ bản để quý vị và các bạn khi đọc một cái bài báo, khi có người thân, người nhà mình vô phúc đáo tụng đình trong một cái vụ kiện hình sự thì chúng ta cũng có thể biết được rằng vì cái vấn đề là có mâu thuẫn trong cái lời khai của các bên đương sự của ít nhất là hai người cho nên tòa án, cơ quan tiến hành điều tra và viện kiểm sát tiến hành đối chất. Rất mong được sự phản hồi của quý thầy cô, quý bạn đọc về cái vấn đề chủ đề của chương trình hình sự về dân sự, về hôn nhân và gia đình để cái chương trình Dân ta phải biết luật ta ngày càng nâng lên nữa. Xin trân trọng cảm ơn.